Xin chào quý vị. Từ xa là Dũng nó nghe Bình Minh và Lê Khánh nói là hôm nay đặt thêm hai phần cơm nữa, tại vì biết hôm nay có món ngon. Nhưng mà hai phần cơm này rất là đắt tiền đấy, tại vì món này mang từ ngoài miền Bắc vô nấu lần á. Hai em chờ anh chút xíu nha, một lát anh sẽ tính tiền em gấp đôi. Còn bây giờ thì Dũng xin mời khán giả của chương mục Nấu Gì Hôm Nay vào bếp với chị Thơ nhé. Xin mời. Xin chào chị Thơ. Dạ, chào Dũng. Dạ, chào chị. Chào quý vị khán giả trong chương mục Nấu Gì Hôm Nay. Tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn cùng với Dũng món ăn đặc biệt của miền Bắc, món cá kho giềng kiểu miền Bắc. Trước tiên thì chị Thơ cho Dũng biết là quê chị ở miền Bắc nhưng mà ở tỉnh nào chị? Quê của mình ở tỉnh Thái Bình. Thái Bình là đặc sản là cái món cá kho giềng. Cá kho giềng. Bây giờ nguyên liệu gồm có những thứ này nhá. Thứ nhất là một con cá chép chừng khoảng độ 300g đến 500g. Mình mang về mình sẽ rửa sạch đi. Rửa bằng nước muối trước, sau đó thì mình sẽ rửa bằng cái chanh, vắt chanh vào. Vắt chút chanh vào để cho nó đỡ cái mùi tanh là một. Thứ hai nó không bị nhớt. Không bị nhớt. Nó sẽ chóng sạch nhớt và nó khi nấu thì nó có mùi thơm. Mùi thơm. Nguyên liệu thứ hai nữa là 200g thịt ba chỉ. Ba chỉ Khoảng 200g nếu mà dùng cho 4 người ăn. Ở trong Nam gọi là thịt ba rọi không? Đúng rồi, trong Nam thì gọi ba rọi. Rồi thứ ba nữa là không thể thiếu được là món giềng. Dũng thấy hình như là hôm nay chúng ta không có nấu ăn, nhưng mà Dũng thấy sao chị không giới thiệu mắm muối đường tiêu tỏi rồi đây đây rồi. đây cái này là cái bí quyết mà mình bây giờ mình bật mí cho Dũng xem là sao hả chị hả? Đây là cái món cá gia vị món hoàn chỉnh, cá kho đúng giềng. Rồi gói gia vị hoàn chỉnh để cho cá kho giềng, cho cái món cá kho giềng nó được đậm đà thơm ngon. Và mình chỉ cần cho cái gói này vào thôi. Đây là cá kho giềng của Cano thì không cần phải bất cứ một cái gia vị nào thêm nữa. Mình sẽ ướp cá này. Mình sẽ cho cá vào cái tô này. Cho tô này. Cá thì chúng ta làm sạch và chúng ta cắt sau khi làm sạch chúng ta sẽ cắt là từng khúc một thế này. Dũng thấy là cá khi mà chị làm thì chị vẫn để nguyên cái phần lòng cá, chẳng hạn như là mỡ nè, gan nè, và cả cái dãy của con cá nữa. Đúng rồi. Nếu mà làm cá mà để nguyên thế này thì nó không có tanh là một. Thứ hai nữa là cái vảy cá đấy, sau khi mình kho lên ăn nó rất giòn. Cái gói này là dùng cho 300g cá. Đặc biệt là cá chép nhá. Rồi Dũng trộn lên dùng. Bây giờ cái thịt mình cũng phải ướp. Bây giờ Dũng làm chị này. Dũng ướp. Dũng bỏ thịt vào đây. Cho vào tô. Thì mình ướp riêng ra ha. Một ít hành tím chúng ta băm nhuyễn. Chúng ta thêm một chút hạt tiêu này. Tiêu xay nhuyễn. Rồi. Nước mắm cờ no này. Nước mắm chấm ngon. Nước mắm chấm ngon. Mình cho trực tiếp vô luôn hả chị ha? Cho trực tiếp vào luôn. Rồi. Xíu thôi. Vì lát nữa mình còn phải có cái gia vị trong này nữa. Trộn lẫn vào thì nó vừa. Rồi. Xong. Mình để chừng khoảng 15 phút. 15 phút. Cho nó ngấm gia vị. Thì lúc đó mình kho lên thì nó sẽ có cái mùi thơm và nó sẽ đậm đà cái miếng thịt và cá. Đầu tiên mình sẽ cho giềng vào. Hết luôn. Mình xếp một lớp giềng. Rồi ít thôi, đây là một lớp giềng ha. Sau đó mình sẽ cho một lớp thịt nè. Phân nửa thịt. Cho hết luôn. Cũng được. Rồi một lớp cá. Mà không phải sắp theo thứ tự như thế này thì nó mới ngon, mới thấm. Cho cá vào rồi thì mình xếp tiếp cái lớp giềng này lên trên. Đây. Mình sẽ đổ nước trà xanh ha. Đổ nước trà xanh lên trên. Rồi sau bắt đầu mình xoay đun. Đậy nắp lại không chị? Đậy nắp lại chứ. Bây giờ là lúc đầu tiên thì mình sẽ cho lửa lớn lên ha. Khi nào cá sôi lên thì bắt đầu mình sẽ vặn nhỏ cho liu riu. Và cái cá chép thì nó có rất là nhiều vitamin ở trong đó. Đúng rồi, cá chép rất nhiều vitamin. Nó có gồm có những vitamin A là vitamin B1, B2 và có canxi, phospho. Nó rất tốt cho cái hệ tiêu hóa và thần kinh. Chị Thơ nè, với cái món này theo đúng cái quy trình mà mình phải nấu là mình mất hết bao lâu để mình hầm cái món cá chép? Mình có thể nấu trong vòng 45 phút. Đó, cho nó sôi liu riu. Nó thơm quá, ở trong phim trường hình như ai cũng cảm thấy đói bụng nha chị. Tại vì nếu mà quý vị mà nấu ở nhà là cái mùi này nó sẽ bay cùng sớm luôn, đảm bảo người ta sẽ mò sang nhà mình xin cơm. Cái món này hơi bị tốn cơm. Đúng rồi. Mình bắt đầu bắc ra. Bây giờ bắc ra xong rồi dùng thử chứ. Dùng thử.
Rồi thì bây giờ là cho ra dĩa đúng không chị? Bây giờ mình cho ra dĩa nha. Sau khi sau 45 phút chúng ta nấu cái món cá kho riềng này thì chúng ta sẽ có một cái thành quả như thế này. Trong khi kho cá thì mình cứ để cho nó sôi liu riu, nhưng mà mình không có được lấy đũa để đảo cá ha. Mình có thể là nghiêng cái nồi này, mình có thể nghiêng nghiêng cái này sắp để cho cái nước nó nó đều cá hay không? Thêm thức lên đây. À, bây giờ là trên tay Dũng là một cái dĩa cá kho riềng. Không biết là quý vị có nghe mùi thơm chứ Dũng là Dũng chịu không nổi đó. Để Dũng thử xong rồi Dũng sẽ báo cáo kết quả ngày mai mình nấu nha. Dũng phải ăn với cơm chứ. Dạ. Sao đây?